Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog Và bây giờ mời các em mở sách và bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tuần 23 trang 32 Tập nằm văn Trả bài văn kể chuyện Rồi bài tập số 1 là đọc lại Bài nằm của em và là nhận xét của thầy cô sửa lỗi trong bài theo yêu cầu sau. Ở đây chúng ta có một bảng gồm 3 cột. Cột thứ nhất là các em chỉ ra loại lỗi. Cột thứ hai là các loại lỗi cụ thể. Và cột thứ ba là sửa lỗi. Thì ở đây loại lỗi được có lỗi chính tả, lỗi dùng từ và lỗi đặt câu. Ở đây giáo ví dụ như lỗi chính tả. Rồi ví dụ trong bài trước thì chúng ta làm bài kể lại một câu chuyện cổ tích mà em biết theo lời một nhân vật trong câu chuyện đó và cụ thể là chúng ta kể lại câu chuyện cây khế theo lời của nhân vật là chim chim phượng hoàng rồi trong bài làm thì ví dụ là nó chính tả thì các em viết sai chính tả thì các em sẽ viết sai từ nào thì các em viết vào đây các lỗi cụ thể ra ví dụ như là các em viết từ là tham nam tham nam n cao thì các em viết thành n thấp như vậy sửa lại này. là, tham lam rồi đây là lỗi chính tả các em xem là trong bài làm của mình là có những lỗi nào là thuộc về chính tả thì các em sẽ liệt kê ra và các em sửa lại tiếp theo lỗi chính tả là lỗi dùng từ Lỗi dùng từ, ví dụ chúng ta dùng từ chưa đúng hay là chưa sát. Ở đây thầy giáo ví dụ thôi. Còn các em có thể tìm ra xem là mình có cái lỗi đó hay không. Có thì các em liệt kê ra mà không có thì thôi. Ví dụ như là lỗi dùng từ lặp lại chẳng hạn. Người anh ích kỷ và chỉ biết mình. Thì ở đây thực tế là nghĩa của từ ích kỷ và và chỉ biết mình là một. Như vậy là các em đã lặp lại từ mà các em không biết người anh ích kỷ và chỉ biết mình thì các em có thể sửa lại là là người anh ích kỷ thôi các em dùng một từ thôi rồi tiếp theo là lỗi đặt câu các em có thể đặt câu có thể mắc những lỗi như là đặt câu thiếu chủ ngữ hoặc là là thiếu vị ngữ hoặc là thừa bộ phận của câu làm cho câu trở nên lúng cúng ví dụ như là người anh tham lam lấy hết gia tài chỉ chia cho người em một cây khế, đó là cây khế ở góc vườn. Rồi như vậy là các em đọc câu này nó thấy là rất là lùng cúng này. Các em có thể sửa lại là người anh tham lam lấy hết gia tài chỉ chia cho người em một cây khế ở góc vườn. đó tiếp theo là các em sang bài 2, chọn một đoạn văn trong bài làm của em viết lại theo cách khác hay hơn các em đọc lại bài văn của mình xem có đoạn nào mà cả mình cảm thấy nó không hay thì các em sẽ viết lại chỉnh sửa câu văn làm sao cho nó hay hơn và cụ thể ví dụ như là em tham khảo đoạn mở bài chúng ta viết lại cho nó hay hơn quác quác xin chào các bạn mình là chim thần hôm nay rất vui được gặp các bạn Sẵn dịp này mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện mình từng được chứng kiến trước đây. Đây là câu chuyện về người em thật thà tốt bụng và vợ chồng người anh tham lam độc ác. Các bạn hãy lắng nghe nhé. Rồi ở đây các em có thể tham khảo và sau đó là các em sẽ làm bài theo cách riêng của mình. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog. Tôi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.